Niệm về năm triền cái, Đức Phật dạy rằng: Này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm triền cái. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm triền cái? Ở đây tỳ kheo, nội tâm có ái dục, tuệ chi nội tâm tôi có ái dục. Nội tâm không có ái dục, tuệ chi nội tâm tôi không có ái dục. Nội tâm với ái dục chưa sanh, nay sanh khởi. Vì ấy tuệ chi như vậy, với ái dục đã sanh, nay được đoạn diệt. Vì ấy tuệ chi như vậy, với ái dục đã được đoạn diệt, tương lai không sinh khởi nữa. Vì ấy tuệ chi như vậy. Hay nội tâm có sân hận, tuệ chi nội tâm tôi có sân hận. Nội tâm không có sân hận thì tuệ chi nội tâm không có sân hận. Với sân hận chưa sanh thì không nay sanh khởi. Vì ấy tuệ chi như vậy, với sân hận đã sanh nay được đoạn diệt. Vì ấy tuệ chi như vậy, với sân hận đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa. Vì ấy tuệ chi như vậy. Nội tâm có hôn trầm thụy miên, tuệ chi nội tâm có hôn trầm thụy miên. Hôn trầm thụy miên chưa sanh nay sanh khởi, đã sanh được diệt tận, và đã diệt thì sẽ không sinh khởi trong tương lai nữa. Vì ấy tuệ chi như vậy. Và nội tâm có trạo hối, tuệ chi nội tâm tôi có trạo hối. Nội tâm không có trạo hối, tuệ chi nội tâm tôi không có trạo hối. Với trạo hối chưa sanh, nay sanh khởi, vì ấy tuệ chi như vậy. Với trạo hối đã sanh, nay được diệt tật, vì ấy tuệ chi như vậy. Và với trạo hối đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy tuệ chi như vậy. Nội tâm có hoài nghi, tuệ chi nội tâm có hoài nghi. Hay nội tâm không có hoài nghi, tuệ chi nội tâm không có hoài nghi. Với hoài nghi chưa sanh, nay sanh khởi. Với hoài nghi đã sanh khởi, nay được trừ diệt. Vì ấy tuệ chi như vậy. Với hoài nghi đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa. Vì ấy tuệ chi như vậy. Như vậy, vì ấy quán pháp trên các pháp. Đối với các nội pháp, sống quán pháp trên các pháp với các ngoại pháp. Hay sống quán pháp trên các nội và ngoại pháp. Hay sống quán tánh sanh khởi trên các pháp. Sống quán tánh diệt tận trên các pháp, sống quán tánh sanh diệt trên các pháp, có những pháp ở đây, vì ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, và vì ấy sống không đương tựa, không chấp trước một vật gì ở đời. Này các tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm triền cái. Thì đấy là cái pháp đầu tiên, là quán với năm triền cái. Thì với một cái người có thể thực hành một cái pháp thiền này và cũng sẽ dẫn đến đoạn tận khổ đau, cũng đưa đến cái sự thanh tịnh về tâm, và cũng sẽ giác ngộ được các sự thật, đoạn trừ các cái nậu hoặc. Thì với cái pháp đầu tiên là quán về năm triền cái, thì cái triền cái đầu tiên đó là ái dục. Thế nên với một cái vị mà quán về ái dục, ví dụ như khi mà cái nội tâm mình nó khởi lên ái dục, vì ấy biết có cái nội tâm nó có ái dục. Thế thì cái ái dục tại sao mà nó sinh lên? Khi với một người mà thường xuyên tư niệm tịnh tướng, tức là một cái người mà mình hay suy nghĩ về những cái cảnh đẹp, những cái khả ái, những cái cảnh hấp dẫn ở trên đời, thì tham ái, tham dục nó sẽ khởi lên. Ví dụ như là một cái người mà mình nhìn cái gì nó cũng đẹp, nhìn một người nam, nhìn người nữ và luôn luôn nhìn vào cái khả ái, cái nét đẹp của người đó, rồi tư duy, suy tưởng, tưởng nhớ lại những cái tướng chung, những cái tướng riêng, thì là ái dục nó khởi lên. Thì ngược lại cũng thế, hay là mình tham ái với tất cả những cảnh khác, mắt thì tham ái với cảnh sắc, tai tham ái với âm thanh, mũi tham ái với mùi hương, lưỡi tham ái với vị ngon, và thân tham ái với xúc chạm, thì nó đều gọi là ái dục. Thế thì cái tuệ chi tâm có ái dục là cái người đấy thực hành pháp thiền quán. Khi vị đấy muốn tuệ chi được cái tâm có ái dục thì phải có một cái nội tâm định tĩnh cao, tức là người đấy phải thành thiền, đã thành công, đã thành tựu với các cái pháp thiền chỉ quán rồi mới tuệ chi được. Còn nếu không mình chỉ nhận thức trên cái tâm bình thường thôi thì sẽ không đi đến đoạn tận được cái ái dục này. Nhưng mà nếu như mình có thể
Bằng cái pháp thực hành thiền quán mà tuệ chi ra được thì mình mới đoạn được cái ái dục này. Thì Đức Phật đây nói mình tuệ chi, tức là mình phải tư duy thiền quán. Thì tất nhiên là vị đấy phải phân biệt ra được các cái sắc pháp, rồi sau đó mới khởi nên những cái phi như lý tác ý. Ví dụ như là bản chất của các pháp nó vốn là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Nếu như mà mình thấy đúng nó là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh thì ái dục không bao giờ nó khởi nên. Nhưng mà chỉ có những cái người có cái tà kiến tưởng chi sai lầm, cái vô thường thì tưởng là thường. Ví dụ như là bây giờ mình nhìn vào cái cảnh trần, mình nghĩ nó là thường, cái khổ mình nghĩ nó là nạc, cái vô ngã mình nghĩ nó là ngã, cái bất tịnh mình cho nó là tịnh, cho nó là đẹp, thì tham ái, thì ái dục nó mới khởi nên. Vậy ái dục khởi nên là do mình phi như lý tác ý, mình muốn kiểm chứng được điều đấy, mình muốn một cái người muốn tuệ chi được điều đấy, thì vị đó phân tích ra được các sắc pháp, vị đó cho cái nhãn tịnh sắc của mình, hay nhìn vào một cái màu sắc nào đó, rồi mình phi như lý tác ý khởi nên, mình sẽ thấy cái nộ tâm ái dục nó khởi nên. Hay là cho nhĩ tịnh sắc của mình nó nghe âm thanh, hay tỷ tịnh sắc, thiệt tịnh sắc, thân tịnh sắc của mình nó xúc chạm với các cái cảnh trần đấy, mình khởi nên cái phi như lý tác ý, mình sẽ thấy cái nộ tâm ái dục nó khởi nên. Vậy hàng ngày cái cuộc sống bình thường cũng thế. Nếu cái người nào mà có nhiều cái ảo tưởng, nhiều cái bị vô minh, mình hiểu sai các cái bản chất của các sự thật là nó sẽ khởi nên ái dục. Vậy cái người đấy mình tuệ chi được ái dục thì mình cũng tuệ chi được các tâm và tâm sở của nó. Giống như cái lúc mà quán tâm ấy, tâm có tham, tuệ chi tâm có tham. Vậy thì cái tâm ái dục này nó cũng đi theo với một cái lộ trình tâm, có những cái ví dụ như là nó cũng có những cái tâm tập và tâm sở của nó. Ví dụ như là nó có các cái tâm biến hành, thức xúc thọ tưởng tư nhân ảnh mạng quyền tác ý, nó cũng có tâm biệt cảnh, tâm tứ tăng giải cần hỷ dục, nó cũng có những cái tâm biến hành bất thiện, si vô tàm vô quý phóng dật, rồi nó có cái tâm tham, thì cái tâm ái dục đó nó có cái tâm tham và nó đi với tà kiến, thì đôi khi nó có xúi dục, đôi khi nó không có xúi dục, thì tuệ chi các cái tâm và tâm sở của nó như vậy. Thì gọi là tội tâm có ái dục thì tuệ chi tâm có ái dục chưa sanh hay nay sanh khởi. Thì cái vị đấy thực hành những cái pháp tu tập để mà chế ngự lại với cái ái dục này. Ví dụ như là một cái người đang trong cái quá trình mới tu tập, mình mà muốn ni được cái ái dục ấy, thì mình có thể thực hành những cái pháp như là thiền về bất tịnh, thiền quán bất tịnh, muốn trừ diệt được ái dục. Thì nó có hai cái cách trừ diệt. Một là mình trừ diệt bằng cái pháp thiền chỉ, hay là trừ diệt bằng pháp thiền quán. Và chỉ khi nào một cái người chứng đắc đến đạo quả thì mới đoạn trừ được hoàn toàn. Còn nếu như mà đang trong cái quá trình tu tập, mình chỉ có thể chế ngự được nó. Ví dụ như trong cái quá trình tu tập hàng ngày, có những người mình đang thực hành thiền định nhưng vẫn thường xuyên bị cái dục tham triển cái này nó khởi nên, nó quấy nhiễu, nó làm cho cái tâm của mình bị xáo trộn, bị tán loạn vì cái tham dục, thì vị đấy cần phải tác ý đến những cái bất tịnh quán. Thì trong cái pháp bất tịnh quán mà Đức Phật đã dạy về chín pháp quán tử thi ở trong cái bài kinh Niệm Xứ này, là nó đối trị với ái dục mạnh nhất. Đó là quán về các cái xác chết, niệm xác chết bất tịnh, hay là niệm sự chết trên chính mình cũng được, tức là các pháp quán bất tịnh, nó sẽ chế ngự được ái dục. Và hay là một cái người thực hành một cái pháp thiền định, bất cứ một pháp thiền định nào, nhưng nếu mà đạt được cận định hay là đến an xỉ định rồi thì nó cũng chế ngự được ái dục này. Ví dụ như là mình chỉ chuyên tâm thực hành thiền hơi thở, nhưng nếu như mà có sự đắc định sâu thì nó cũng chế ngự được cái ái dục đấy, tức là mình phải có được cái pháp an chỉ định đấy. Hay là một cái người mà mình đang trong cái quá trình tu tập, mình muốn làm cho ái dục ấy nó giảm bớt, nó không sinh lên, nó không quấy nhiễu nhiều, thì phải phòng hộ các căn. Tức là con mắt mình không được để cho nó quá là thoải mái đắm nhiễm ngắm nhìn những cái cảnh khả ái hấp dẫn ở bên ngoài. Tai phải phòng hộ với những cái âm thanh mà nó có hại. Mũi phải phòng hộ với những cái mùi hương mà nó lôi cuốn. Lưỡi phòng hộ với nệ vị. Thân phòng hộ với những cái xúc chậm mà nó có cái sức khả ái hấp dẫn, nó có thể làm cho cái tâm ái dục sinh khởi, thì phải tránh xa, phải phòng hộ, phải đề phòng.
thì nó cũng sẽ bớt khởi nên. Hay là một cái người mà có cái tâm tham dục lớn nữa thì cái người đấy sẽ phù hợp với những cái pháp tu tập, nhất là thiểu dục chi túc, hay là những cái pháp về hạnh đầu đà, như là vị đấy mặc y phấn tảo, hay là chỉ mặc ba y, hay là vị đấy ăn khất thực, ăn trong bát, hay là ở trong rừng, ở dưới gốc cây, ở nghĩa địa, hay là ngủ ngồi không nằm. Thì tất cả những cái pháp về hạnh đầu đà nó cũng đối trị với cái tham dục rất là cao. Vậy thì cái người mà càng có cái tham dục nặng thì càng nên thực hành những cái pháp tu khổ hạnh, nó là những cái hạnh đầu đà, thì nó cũng sẽ đạt đến cái sự ni dục. Hay là một cái người đấy mà thân cận những cái bậc chân nhân, thân cận với những cái người tu về thiểu dục chi túc, tu tập thiền chỉ quán, thì nó cũng sẽ giảm bớt cái tham dục đi. Và một cái cách, một cái pháp mà nó khiến cho ái dục thường xuyên bị tăng trưởng nữa, đó là một cái người hay nói chuyện về ái dục. Thế là những cái người mà người ta không tu tập ấy, khi mà người ta tụ tập với nhau, người ta hay đem những cái chuyện ái dục ra để người ta bàn luận, người ta nói năng. Và nếu như mà một cái người nào tham gia bàn luận hay lắng nghe những cái lời đấy, hay là mình xem những cái phim ảnh mà nó liên quan đến ái dục nhiều, thì cái người đấy sẽ bị ái dục nó tăng thịnh, ái dục nó tăng trưởng, ái dục nó cường thịnh, nó mạnh mẽ, nó chi phối, nó ngự trị ở trong tâm mình và nó thiêu đốt mình, làm cho mình rất là khổ. Vậy thì một cái người đấy muốn ni dục nữa thì vị đấy phải tránh, không xem những cái phim ảnh mà nó khiêu khích đến cái tâm tham dục, không có nói đàm luận, không đàm luận đến những cái chuyện tham dục, mà luôn luôn đàm luyện đến những cái chuyện ni dục. Tức là vị đấy phải nói những cái lời nói liên quan đến ni dục, nói về bất tịnh, nói về những cái tướng tử thi, nói về cái sự chết, nói về cái sự ni tham. Thì thường xuyên nói những cái chuyện đó thì nó cũng sẽ khiến cho tâm trí của vị đó ni dục. Thế một cái người nào mà mình nghe người ta nói chuyện, người ta cứ hay đề cập đến tham dục, thì biết rằng cái người đấy nội tâm đầy ứ tham dục, người đấy sống với nội tâm tham dục rất là cao. Còn cái người nào mà khi mà nói chuyện, người ta chỉ nói đến những cái pháp bất tịnh, người ta ít khi nói liên hệ đến những cái pháp tham dục, thì cái nội tâm của người đấy là có sự tu tập, có sự thu thúc, có cái sự tức là có cái sự chế ngự đối với cái tâm tham dục. Còn những người nào mà hay nói chuyện tham dục là cái người đấy không có sự chế ngự tham dục, người đấy là để cho cái nội tâm nó chứa đầy tham dục. Đấy là những cái cách mà có thể tu tập đối trị với cái triển cái thứ nhất là dục tham. Chưa sinh, nó sinh khởi, đã sinh rồi thì phải diệt trừ nó. Còn khi nào mà một vị đấy giác ngộ được thì nó mới đoạn trừ được hoàn toàn cái dục tham này. Chứng được sơ quả thì nhị quả thì nó chỉ đoạn trừ được cái tà kiến về thân, nhưng mà phải chứng được đến tam quả nó mới đoạn trừ được tham dục. Vậy nên là cái tham dục này phải chứng đắc đến đạo quả thì nó mới không sinh trở lại nữa. Còn trong cái quá trình đang mới tập tu và đang thực hành thiền chỉ quán thì mình chỉ có thể áp dụng những cái pháp để đối trị nó tạm thời, rồi sau đó tiếp tục thực hành thiền chỉ quán để đoạn trừ nó ở trong tương lai. Nên là cái triển cái thứ nhất và đến triển cái thứ hai, nội tâm có sân hận thì vị ấy tuệ chi nội tâm có sân hận, nội tâm không có sân hận, tuệ chi nội tâm không có sân hận. Thì cái triển cái thứ hai là tâm sân hận. Cái sân hận nó khởi lên là do một cái người nào đó hay tư niệm về những chướng ngại tướng, tức là cái người nào đó mình hay suy nghĩ về những cái người khác đã làm hại mình, đang làm hại mình, sẽ làm hại mình, hay là mình hay suy nghĩ những người đó đã làm hại người thân thương của mình, đang làm hại, sẽ làm hại, hay là những người đó làm lợi ích cho những cái kẻ thù của mình. Thì những cái người nào hay tư duy hay tưởng niệm những cái điều đó thì sân hận nó hay khởi lên. Sân hận thì nó có thể là do mình tức giận mà sân hận. Sân hận nó khởi lên có thể là do mình ghen tị với sự thành tựu của người khác, mình không bằng cũng sân là sân hận. Sân hận có khi là mình bỏn sẻn, mình không muốn chia cho người khác, mình không muốn người khác được như mình, được bằng mình, cũng là sân hận. Hối hận những cái điều đã qua cũng là sân hận. Thì đấy là những cái tâm sân nó khởi lên. Còn với một cái người mà tuệ chi được tâm sân hận, tức là vị đó phân tích ra được cái tâm sân bằng cái sự thực hành thiền tuệ phân biệt tâm, thì đấy là tâm có sân, vị ấy biết tâm có sân thì vị đấy tuệ chi ra được các cái tâm và tâm sở.
của các cái tâm sân đấy, nó cũng sinh khởi ở 6 căn. Do khi 6 căn mình tiếp xúc với các cái 6 trần cảnh mà mình không ưa, không thích, mà mình sinh ra cái tâm chán ghét nó, thì nó sẽ sinh ra các cái tâm sân hận đó. Thì ở cái giai đoạn thực hành thiền quán thì mình sẽ tuệ chi ra được những cái tâm này. Thế thì cái người mà đang trong cái quá trình tu tập ấy, mà mình muốn làm cho cái triền cái về tâm sân này nó bớt đi, hay là mình chưa có đoạn trừ được tâm sân ngay, nhưng mà mình cũng có rất là nhiều những cái pháp tu tập để đối trị, để chế ngự, để đè nén, để làm suy yếu, để giảm bớt, để có thể dập tắt cái tâm sân mỗi khi nó khởi lên. Thì cái pháp thiền mà đối trị với tâm sân trực tiếp mà có kết quả nhất đó là thiền tâm từ. Vậy người nào mà mình hay có cái sân tâm thì phải thực hành thiền tâm từ trước. Hay là mình tác ý là mong muốn cho mọi người được an vui, thoát nỗi khổ về thân, nỗi khổ về tâm, thoát khỏi những nguy hiểm. Thì mình tác ý mong cầu những cái điều tốt đẹp đến cho người khác thì đó là tâm từ. Thì khi tâm từ nó khởi lên thì tâm sân nó không khởi lên. Thì một lúc nó không thể khởi lên được cả hai tâm sân và tâm từ được. Vậy cái tâm từ nó sẽ chế ngự được tâm sân tốt nhất. Hoặc là một cái người đấy thực hành một cái pháp thiền định. Nếu như mình đạt được định, mình chuyên chú thực hành một pháp thiền hơi thở mà đắc định rồi, nó cũng chế ngự được tâm sân. Hay là những cái pháp thiền tâm xả, từ bi hỷ xả, thì nó đều chế ngự được tâm sân. Hay là một cái người như lý tạng ý, nếu như một cái vị đấy đang trong quá trình thực hành thiền tuệ, phân tích ra được danh sắc duyên khởi, quán cái sự vô thường của vô ngã, thì cũng sẽ ni được cái tâm sân. Hay là một cái người đấy thân cận những bậc chân nhân thì cái tâm sân nó cũng bớt khởi lên. Hoặc là cái vị đó thì thường nói về những cái pháp ni sân, tức là một cái sân nó khởi lên đôi khi là do tự mình khởi lên, mà đôi khi nó là do cái sự xúi dục, đó là do cái sự tác động của người khác. Có thể là nếu như mà mình cứ sống độc cư, yên tịnh một mình, không giao tiếp, không nói chuyện với ai, có khi cái người đấy không có tâm sân hận. Nhưng mà đôi khi mình thân cận với những cái người, người ta có cái tâm sân nhiều ấy, người ta hay truyền đạt cho mình những cái tư tưởng, người ta nói xấu người này, nói xấu người kia, làm cho mình cũng nghĩ xấu về cái người đấy, rồi là mình cũng khởi lên cái tâm sân với cái người mà mình được nghe người khác truyền đạt lại, người khác nói. Vậy cho nên là một cái người mình hay kết bạn với những cái người ác, hay kết bạn với những người có tánh sân, có tánh ganh tị, có tánh bỏn xẻ, có cái tánh ối hận, thì cái người đấy sẽ hay nói chuyện khiến cho cái tâm của vị đó cũng bị sân khởi lên theo. Thì còn nếu như mà một cái người mà thân cận với những cái người có cái tâm từ bi hỷ xả, người ta hay nói về những cái tâm rộng rãi, tha thứ, bao dung, không sân hận, không oán giận, không thù hiểm, không trách móc, không nói xấu người khác, mà người ta hay tán thán những cái công hạnh, những cái đạo đức của người khác, thì tự nhiên là cái tâm hoan hỷ, cái tâm hỷ xả của mình nó cũng khởi lên. Đấy là vậy. Thì một cái cách nữa đó là một cái người mình không hay nói chuyện, nói xấu người khác, không hay nghe sự đàm luận về cái sự chê bai chỉ trích, nói xiên xỏ, nói xấu lẫn nhau, thì nó cũng bớt khởi lên tâm sân. Vậy một cái người mà có cái tâm sân là hay chỉ trích, soi mói và nhìn vào cái nỗi của người. Còn cái người mà có cái tâm từ thì người ta lại hay tán dương, hay tán thán, ca ngợi những cái đức tính tốt đẹp của mọi người. Thì đấy là hai cái cách nói chuyện, nó cũng tác động đến cái tâm sân và hay là tâm không sân. Thì đấy là một cái cách mà mình có thể ni được cái tâm sân bằng cái cách tu tập thiền chỉ, thiền quán và những cái cách phòng hộ để cho tâm sân nó không khởi lên. Đấy là cái triền cái thứ hai. Triền cái thứ ba là nội tâm tôi có hôn trầm thụy miên. Vì ấy biết nội tâm tôi có hôn trầm thụy miên. Thì cái triền cái về hôn trầm thụy miên này, nhất là người hành thiền mình sẽ rất là hay gặp phải. Tức là khi nào mà cái tâm của mình nó nờ đờ, hay là nó hôn trầm, nó buồn ngủ ấy, thì mình sẽ thấy nó rất là rõ. Vì cái tâm mà nó chán, nó không muốn làm một cái việc mà mình phải làm, thì nó rất là uể oải. Thì cái đấy là hôn trầm. Còn cái tâm mà nó rất là buồn ngủ, dã rượi, thì đấy là thụy miên. Đấy gọi là hôn trầm thụy miên. Thì cái tâm hôn trầm thụy miên này nó chỉ sinh khởi cùng với những tâm bất thiện. Nó chỉ sinh khởi cùng với tâm tham với lại tâm sân. Nó không sinh khởi với tâm si, mà nó không sinh khởi cùng với tâm thiện.
Nếu một cái người tuệ chi các cái tâm tâm sở, thì sẽ thấy với tâm sân mà có thúc, có cái sự hối thúc, có cái sự xúi dục của người khác, thì nó sẽ khởi lên tâm hôn trầm thụy miên này. Hay là cái tâm tham, tham tà kiến, tham ngã mạn, vậy khi mà mình có cái sự hối thúc, có cái sự tác động, thì nó mới sinh lên cái tâm hôn trầm thụy miên. Còn những cái tâm khác nó không sinh lên hôn trầm thụy miên. Đấy là cái tâm hôn trầm thụy miên, thì biết có hôn trầm thụy miên. Thì bình thường thì mình biết hôn trầm thụy miên thì nó không khó, nhưng tuệ chi được nó thì cũng phải bằng cái phương pháp thực hành thiền quán. Nhưng mà để mà mình đối trị, làm cho cái tâm hôn trầm thụy miên này nó không sinh khởi lên, thì Đức Phật cũng, giáo pháp cũng dạy có nhiều cái cách nó đối trị với tâm hôn trầm. Ví dụ như là một cái người ăn quá no là nó sẽ hôn trầm. Thì vậy nên là cái người nào mà mình hay mắc cái bệnh hôn trầm trong cái lúc tu tập, nhất là sự hành thiền, là mình khó tập trung, thì hãy ăn ít lại một chút là nó sẽ bớt hôn trầm. Cái người mà hay hôn trầm nữa thì cần phải có cái đổi oai nghi thường xuyên. Ví dụ như là mình ngồi một lúc sau là mình phải đứng lên đi lại, xong lại ngồi lúc đứng, thay đổi các cái tư thế ngồi nhiều thì nó sẽ ít hôn trầm. Hoặc là quán tưởng đến ánh sáng thì nó sẽ bớt hôn trầm ở những cái nơi thoáng. Người nào mà hôn trầm ấy thì phải ở cái nơi nào mà có ánh sáng nhiều. Ví dụ như là mình ngồi thiền nó hay hôn trầm thì nên bật điện sáng lên thì nó sẽ bớt hôn trầm đi. Một cái người mà gần những bậc chân nhân và hay nói về những cái pháp ni hôn trầm, ví dụ như là một cái người thường xuyên tán thán những cái bậc mà ít ngủ, ví dụ như Đức Phật rất là ít ngủ, một cái người mình thường xuyên tán thán những cái hạnh của những cái bậc chỉ ngủ ngồi mà không nằm, những cái bậc tu những cái pháp đầu đà, thì cũng sẽ lấy đó làm cái sự khích lệ. Tức là cái người nào mà hay tán thán những cái hạnh đấy, tự nhiên cái tâm của người đó cũng sẽ mạnh mẽ lên, khích lệ lên và nó sẽ bớt hôn trầm đi. Nếu người nào mà hay nói về tán thán về cái việc ăn nhiều ngủ nhiều ấy, thì là tự nhiên là cái tâm nó cũng bị nhiễm, nó bị nhiễm bởi những cái lời nói đấy. Vậy cái người nào phải nói về cái pháp ni hôn trầm thì nó sẽ bớt hôn trầm, nói về những cái pháp tham đắm về hôn trầm thì nó sinh ra hôn trầm, từ cái lời nói nó hay tác động vào tâm lý. Nên là một cái người đấy phải nói những cái lời tán thán những cái người ít ngủ, những cái người mà ngủ rất ít, thì nó sẽ bớt hôn trầm. Thì cũng về liên quan đến về cái pháp dạy về cái đối trị với tâm hôn trầm này, mà cái lúc mà ngài tôn giả Mahamoggana Mục Kiền Liên mới đi xuất gia tu tập thiền chỉ quán, cái giai đoạn đầu cũng hôn trầm nhiều, và lúc đấy chính Đức Phật đã đi đến và dạy tôn giả Mục Kiền Liên 8 cái pháp để đối trị với hôn trầm. Thì Đức Phật mới dạy tôn giả Mục Kiền Liên là khi hôn trầm nó đến thì hãy tác ý, tức là đừng tác ý đến sự ngủ nghỉ, tức là không tác ý đến ngủ. Cái pháp thứ hai là suy xét về giáo pháp, tức là trong cái tâm của mình có cái sự phân tích nhiều ấy, thì nó sẽ bớt hôn trầm lên. Người nào cái tâm lý thụ động, ít phân tích thì nó sẽ hôn trầm nhiều. Nên là tụng một thời kinh, lúc đấy nếu nó hôn trầm quá thì mình có thể đọc nhẩm một cái bài kinh nào đó mà mình học thuộc lòng ấy, thì nó cũng bớt hôn trầm lên. Hoặc là dùng hai tay kéo cái dái tai, cầm cái tai kéo căng ra một chút là nó sẽ bớt hôn trầm đi. Hoặc là nếu như nó không hết nữa thì rửa mặt, đứng lên dùng nước lạnh rửa mặt để cho nó tỉnh táo lại. Và quán về ánh sáng, quán về ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, ánh sáng của ngọn lửa, thì làm cho cái tâm nó cũng bớt hôn trầm đi. Hoặc là đi bộ, nếu như mà nó vẫn không bớt hôn trầm nữa thì đứng lên đi, đi kinh hành, đi thiền hành. Vậy nên là có những cái người mà hành thiền thường xuyên phải đứng lên đi lại, đó là người đấy hôn trầm nhiều. Và những người nào mà ít hôn trầm thì người ta không cần đi bộ nhiều, người ta sẽ ngồi thiền nhiều hơn, ngồi nhiều cái định nó vẫn sâu hơn. Nên là vì hôn trầm nhiều quá thì phải đứng lên đi lại, đấy là thay đổi các oai nghi. Đấy là cách thứ 7. Còn đến cách thứ 8 nữa, đó là hãy nằm ngủ một chút. Nếu như mà cái cơ thể nó quá mệt mỏi, hoặc là do ngủ nghỉ nó thiếu, nó chưa đủ giấc, thì hãy đi ngủ nghỉ một chút. Vì vậy cho nên là có lần Đức Phật nhìn thấy một vị tỳ kheo đang nằm ngủ ở dưới gốc cây ở trong rừng, mà Đức Phật vẫn tán thán cái vị đó. Còn Đức Phật nhìn thấy một vị tỳ kheo đang ngồi thiền ở trong thành phố, trong thôn làng, thì Đức Phật vẫn không hoan hỉ với vị đó. Thì Đức Phật biết rằng là một cái vị đang ngồi thiền ở trong cái xóm làng nhưng sẽ không thiền được lâu, bởi vì sẽ
có nhiều cái chướng ngại, tức là sẽ có nhiều người sẽ đến, tiếng trẻ em, tiếng người làm công tác nọ kia, người ta đi qua lại và cái vị đó sẽ không thể yên tâm ngồi thiền lâu được. Còn cái vị tỳ kheo ở trong rừng, mặc dù vị đấy ngủ, nhưng mà sau cái cơn ngủ nghỉ mệt mỏi đấy, vị ấy lấy lại được cái sức lực tỉnh táo rồi, vị ấy sẽ tinh tấn hành thiền và vị ấy sẽ đạt được cái mục đích của sa môn hạnh. Nên là có ngủ nghỉ một chút để lấy lại sức lực và mình tiếp tục hành thiền thì vẫn tốt hơn. Đấy là những cái cách mà có thể đối trị lại với hôn trầm được. Còn cái hôn trầm thụy miên này thì nó cũng cần phải tu tập cho đến khi nào chứng đắc đến nậu tận trí thì nó mới hết hoàn toàn được. Còn ở trong cái quá trình tu tập mình chỉ có thể áp dụng những cái phương pháp để đối trị, để làm cho nó suy yếu giảm bớt, thì sau đó mình tinh tấn thực hành thiền trị quán để đối trị với hôn trầm đó. Còn nội tâm có trạo hối, vị ấy tuệ chi nội tâm có trạo hối. Trạo hối ở đây là khi mà mình hối hận một cái việc gì đó đã qua, thì cái tâm trạo hối này thì nó cũng thuộc về tâm sân, gọi là sân hối hận. Nếu như mà một cái người tuệ chi mà phân tích ra cái tâm trạo hối thì ở đây nó có hai cái tâm. Trạo ở đây là phóng dật, còn là khác thì đấy là tâm si phóng dật, trạo cử. Còn cái tâm mà hối thì nó là hối tiếc ấy, thì nó thuộc về tâm sân. Còn cái tâm trạo cử thì nó là thuộc về cái tâm tâm si phóng dật khác. Hai tâm đấy khác nhau. Nên nếu mà ở cái giai đoạn thực hành thiền tuệ thì phân tích ra được các cái tâm đó. Còn ở cái giai đoạn mà mình đang trong cái quá trình tu tập thì mình chỉ áp dụng những cái pháp để đối trị với cái trạo hối thôi. Trạo hối là do mình làm một cái việc gì đó nỗi lầm rồi sinh ra cái sự tiếc nuối, như là mình đã phạm giới, bây giờ mình cảm thấy hối hận, hay là mình đã làm những cái việc tội lỗi gì đó mà giờ cảm thấy hối hận, thì đấy là trạo hối. Thì bây giờ muốn hết được trạo hối thì cái vị đấy cần phải học giáo pháp để mình biết được giáo pháp, để mà thực hành cho đúng giáo pháp, mình không hành sai. Thì cái người mà thực hành sai giáo pháp thì sau này mình sẽ bị hối hận thôi. Hoặc là mình một cái người không hiểu Phật pháp sẽ hối hận vì mình đã đi sai đường. Hỏi cái gì mình không biết thì mình cần phải hỏi những người đi trước để mình biết, thân cận bậc chân nhân để mình có cái học hỏi, giữ giới luật, hiểu về giới luật, thì đó là những cái pháp để nó làm cho một cái người đó không bị hối hận. Như một người mà mình phạm vào một cái nỗi lầm gì đó do vô tình hay cố ý thì sau này nó cũng sinh ra hối hận. Mà nếu như trong cái lúc mà mình đang tu tập hành thiền mà cái triển cái hối hận này nó cứ khởi lên thì nó làm cho tâm bị tán loạn và không thể vào an chỉ định được. Thế nên là phải được xua đuổi được hối hận đi bằng những cái pháp đó, như là mình có nỗi rồi thì bây giờ mình sám hối. Những người mà thường xuyên sám hối thì cái tâm nó cũng an, nó cũng đỡ bất an hơn là những cái người mà hay phạm nỗi lầm nhiều. Người mà không phạm nỗi lầm thì cái tâm nó cũng đỡ trạo hối, thì nó cũng dễ tu tập. Còn cái triển cái thứ năm là hoài nghi. Nội tâm có hoài nghi, vị ấy biết tâm có hoài nghi. Thì hoài nghi nó cũng là một cái loại tâm si hoài nghi. Thì khi mà tuệ chi cái tâm si hoài nghi thì nó cũng là một trong những cái loại tâm si do mình không thấy sự thật hoặc là do nghi ngờ các sự thật. Ví dụ như là một cái người nghi ngờ là không biết có Đức Phật có là bậc giác ngộ không, có giáo pháp không, có cái sự tu tập để đi đến Niết Bàn không. Mình hoài nghi về các sự thật thì đó là hoài nghi. Mình, ví dụ như là một cái người hoài nghi là không biết là mình có cái đời trước không, đời trước của mình như thế nào, ta sinh ra ở đâu, ta có mặt như thế nào trong đời quá khứ, rồi hoài nghi về tương lai, không biết có cái đời tương lai không, tương lai sẽ như thế nào, hoài nghi về cái nhân quả nghiệp báo, không biết là những cái việc thiện mình đang làm này nó có kết quả như Đức Phật dạy không, hay là những cái việc ác làm mà nó có những cái quả báo khổ đau thật không. Đấy là những cái hoài nghi về các sự thật nó khởi lên. Thì những cái hoài nghi đấy nó khởi lên là do cái tâm si mê, không tin tưởng vào những cái sự thật, cho nên là sinh ra hoài nghi. Để đối trị với những cái hoài nghi đó thì cần phải học để thông hiểu được giáo pháp. Khi mình thông hiểu được giáo pháp thì mình sẽ bớt đi những cái hoài nghi. Mình cần có những cái gì mà đang thắc mắc thì cần phải hỏi. Tức là những cái người nào mà không biết
Có những cái không biết thì mình cần phải hỏi những cái bậc đã biết để mình giải tỏa những cái hoài nghi đó. Đó là để bớt được cái hoài nghi. Một cái người mà hiểu về giữ giới hay là hiểu về giới luật để mình không hoài nghi, nào không biết là mình có phạm hay không phạm, hay phạm tội nặng hay tội nhẹ. Đấy là cũng là, hay là một cái người thân cận những cái bậc thiện tri thức, thân cận những bậc trưởng lão, thì mình sẽ hỏi được những cái mà mình hoài nghi thắc mắc ở trong lòng, mình hỏi được và mình hay đàm luận về Phật pháp để giải tỏa những cái hoài nghi. Thì đấy được, đấy là cái triển cái thứ năm. Thì đấy được gọi là vị ấy quán pháp trên các cái nội pháp.